Xin chào cả nhà. Hiện tại đang là gần 4 giờ chiều ngày 28 tháng 4 2024. Chuyến xe BU công trình này của bên em đang thực hiện cùng một vị khách tại thành phố Hồ Chí Minh nhá. Xe này là chuyến thứ 3 rồi. Số lượng BU rất là nhiều luôn nha cả nhà. Trời này đang nhiệt độ, em không nhầm thì nhiệt độ bây giờ đang là hơn 40 độ C. Rất là nắng nóng. Cái khoảng thời gian này chắc anh chị cũng biết là ra đường nó là cả một cực hình luôn. Nhưng mà anh em Thiên Tân bên em vẫn đang rất hăng say làm việc nhá, để hoàn thiện công trình trả hàng cho khách trong ngày hôm nay. Mẫu BU em đổ là BU 56 vuông 16mm nha cả nhà. Với mẫu BU 16mm như vậy bên em đang bán giá là hơn 50.000 mét thôi. Anh chị nào có nhu cầu sử dụng mẫu BU bên em thì liên hệ đến số hotline 0967 900 900, hoặc có thể đến trực tiếp địa chỉ tại 818 Nguyên Thủ, phường Tân Nhánh Hiệp, quận 12 nhé. Trời nắng nóng như vậy mà lập được mái tôn BU thì còn gì bằng nữa cả nhà. Nó giảm hơn 50% nhiệt độ, phản xạ trực tiếp từ ngoài trời vô luôn. Mà còn bền và đẹp nữa. Cả nhà có đặt hàng xin liên hệ đến số hotline của bên em nha cả nhà, hoặc có thể đến trực tiếp địa chỉ bên em 818 Nguyên Thủ, phường Tân Nhánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để đặt hàng nhanh chóng nha.